Đây là đường hoa Nguyễn Huệ với cái biểu tượng đầu tiên một con rồng dẫn dài đến tới tượng Bác luôn. Này giống chân gà quá. Đi coi con rồng mà thấy cái chân chào em yêu. Hôm nay cái con rồng thì nó dài xuống tốt ở giữa cái đường luôn, cái chân cái thằng thân của nó vậy. Hoa không nhiều bằng mấy năm trước. Hoa không nhiều. Ở các ngã đường thì thấy đường nó ít kẹt xe hơn, ít người hơn, nhưng mà ra ngoài đây là không khí Tết rất là đông vui. À, tới đuôi con rồng rồi. Đuôi con rồng. Rồng vẫn ở phía từ trên. Chung là đặc sắc công phu nhất là con rồng này. Ở phía trên kia thì những tiểu cảnh. Hoa thì đơn giản hơn mấy năm. Sắc là con rồng thôi, còn phía trong này tiểu cảnh về hoa, mà hoa cũng không nhiều lắm. Bên cạnh có một ban nhạc ra violon, một cây. Đây có một chú rồng nhỏ. Ở đây.
nay hoa rất là đơn giản hơn. Ôi, có một cây, mấy cây cây là mạ vàng hành tài quá đẹp luôn. Đây thì quá đẹp.